Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Em cập nhật lại những cái mặt hàng mà em vẫn chưa bán ha, tức là vẫn còn được hưởng ưu đãi trong tuần lễ tri ân khách hàng bán hàng không lợi nhuận nhân dịp kênh MD Sài Gòn đạt mốc 10.000 lượt theo dõi. Thì những cái đầu em thông báo sau đây là những cái đầu còn được hưởng ưu đãi ha. Thì còn những cái đầu khác thì em đã bán rồi. Ví dụ như hôm qua em quay lên con 77 và con 2000 thì chiều nay đã có một bác ở Bình Tân ôm cái con 2000 về rồi. Còn con hai con DVD thì con DVD S9 đã được một bác khách ở Hà Nội mua luôn rồi. Thì ở đây giờ hiện giờ còn con 77 ES nè. Giá trong tuần lễ tri ân khách hàng là còn 11 triệu 900 nha các bác. Bình thường nó là 12 triệu 900 thì bây giờ còn 11 triệu 900. Con DVD đèn ông 5.000 ha, và giá chỉ có 8 triệu. Hết ngày mai, thứ bảy ngày mai, hết ngày mai thì nó sẽ quay về trở lại giá cũ nha, và 8 triệu rưỡi. Còn 77 này, con 77 này hôm trước em báo giá với cả nhà mình nó là 9 triệu 9 ha, thì bây giờ nó còn 9 triệu rưỡi nha. Em đã thay hai cái má gỗ vuông của nó thành má gỗ tròn rồi ha, giống như con 77 màu vàng. Cho nên là giá của nó là sẽ còn là 9 triệu rưỡi nha các bác. 9 triệu rưỡi ha. 77S ha. Màu đen, còn con bên này màu vàng. Con 22 thì ES thì đã có một bác khách ở Sài Gòn sáng nay qua B rồi. Thì đây là con Marantz 6200, con này bình thường em bán với giá 5 triệu rưỡi ha. Thì đợt này nó còn lại 5 triệu nha các bác. Còn lại 5 triệu ha. Dạ, 5 triệu. Con đèn ông 1500 này thì đã có một bác khách đặt cọc rồi ha. Sáng mai bác sẽ qua lấy. Đó. Con Sony ZE 700 thì vẫn chưa bác nào lấy ha. Con này bữa em thông báo với mình là 4 triệu 2 thì còn lại là 3 triệu 9 ha, 3 triệu 9, máy đẹp leng keng, đó, không có một vết trầy xước nào. Không một vết trầy xước nào ha. Và con JB 920 vẫn còn ở đây, chưa bác nào ngắm nghía cả. Đây là con 3 con 3 số 3 ha. 3 số 3 thì hiện giờ em có vài con nhưng mà vẫn chưa có bác nào rước. Rồi ở phía bên đây mình còn một cái mã 30 ha. Con 30 như em thông báo giá bình thường của nó là 8 triệu rưỡi thì con này là còn lại 8 triệu nè. Lưu ý giùm em là em chỉ bán hàng không lợi nhuận cho tới hết ngày mai nha các bác. Mình cứ thực hiện đúng thôi. Con Zia 33 ES bình thường 15 triệu thì bây giờ là 14 triệu cả khiển nè, 14 triệu cả khiển nha. Và 14 triệu cả khiển. Đẹp keng ha. Con này đẹp xuất sắc. Con 33 thì tiếng của nó hay hơn con 3 số 3. Tiếng của nó 9-10 với con 50. Và đặc biệt là con này thu được. Còn con 50 thì không thu được. Con 30 thì tiếng nó hay hơn con 22. Nhưng mà nó cũng không thu được. Nó chỉ ghi thôi chứ không thu được. Nó giống như con 50. Đó, giống như con 50. Về hàng thì các bác cứ yên tâm là mỗi mã em có vài con ha, cho nên mình không sợ là hết. Nếu mà các bác không mua được trong chương trình giảm giá thì vẫn mua được bình thường như giá bình thường và em vẫn có hàng nha các bác, vẫn có hàng đầy đủ cho mình ha. 6.200 chỉ còn có 5 triệu thôi bác, và 5 triệu đầu ba trong một ha, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo hết. Rồi về Sony thì hiện giờ là 59 ESG thì em đã bán hết rồi, còn 59 ES. Đây 59 ES đây ha. Đẹp leng keng luôn. Bình thường thì con 59 ES này em nhớ là em bán 6 triệu các bác. 6 triệu ha. Thì bây giờ sẽ là 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. 59ES. 59ES là 6 triệu rưỡi mới đúng. Dạ, 6 triệu rưỡi giờ còn 6 triệu.
Con 59 ESG là 6 triệu 8, 7 triệu gì đó. Con 57 ES, đây 57 ES, 57 ES màu đen. 57 ES màu đen, con này em sẽ giảm cho mình còn 5 triệu nha. 57 ES mà màu đen, giảm còn 5 triệu. Và 59 ESG nè, 59 ESG. Con này là 6 triệu. 59 ESG đẹp keng các bác, đẹp keng. 57 nữa nè, đây còn có 57 nữa nè. Đó. 59 ESG ở đây cũng còn một con nữa nè. Và 59 thì ESG thì em có hai con màu đen, màu vàng thì hết rồi. 59 thì vàng đen đều có đủ ha. 59 thì vàng đen có đủ. 57 cũng thế ha, 57 thì có đầy đủ ha, vàng. Đây là ba con rồi bác. Dạ, đây là ba con nè. Bên này thêm nữa nè, bên này thêm hai con nữa nè. Đó, bên này thêm con 57 nè. Chung là 57 thì em có rất là nhiều. Ở đây còn một con 77 nữa nè. Đây còn con 77 nữa nè. Đó. 77 ES ha. Yeah. À, có một cái con mà em sẽ bán rất là rẻ cho mình trong cái đợt này. Đó là con Dash Denon DTG 2000. Con này thì phát tốt, giải mã cần cái băng mồi ở trong. Và hai cái gam má gỗ của nó thì hai cái má gỗ bị lai rồi. Bình thường thì con này nó khoảng 5 triệu các bác. 5 triệu. Con này em sẽ bán cho mình với giá cực cực rẻ luôn, 3 triệu thôi bác. Chỉ có 3 triệu thôi ha. Đọc tốt ha, giải mã tốt, đọc tốt, giải mã tốt, phát tốt, giải mã tốt ha. Mặt thì trên 90%, giá chỉ có 3 triệu thôi. Đó là con Dash ha, đó là con Dash Denon DTG 2000. Con này chất âm nó ổn lắm, rất là ổn, mà giải mã cần cái băng mồi. Thanh lý luôn cho bác 3 triệu nha. 3 triệu. Con 50 thì hôm trước em đã bán rồi ha, bây giờ vẫn còn một con 50 khác. Bác nào cần 50 thì hú em liên hệ em. Tascam MDCD thì con MK2 kia bán rồi, em vẫn còn con MK2 khác nha. Con này là con MK1 mà một như cương clip em đã test ha. Hoặc là đây là con Tascam MD02 ha. Con này là MD02. GA50ES ha. Con này là 14 triệu cả khiển các bác, 14 triệu ha. Dạ. Đẹp keng. Con Sony VK1 này còn lại là 4 triệu 2 nè các bác, và giảm 300 còn 4 triệu 2 nè. Hai cửa đĩa ha, hai cửa đĩa phát tốt hết, ghi tốt hết nha. Còn lại là 4 triệu 2. Con Sony D40 là 5 triệu nè, giá bình thường là 5 triệu rưỡi nha, 5 triệu rưỡi bây giờ là còn 5 triệu. Con D2 này thì đã hết khuyến mãi rồi vì đã có bác ở Hải Phòng lấy rồi. Dạ. Ở trên này là con 17D ha, 17D và 17DA. Thì giá của nó hiện giờ là 9 triệu nha các bác, 9 triệu ha. 9 triệu. Đầu CD có chức năng giải mã ha, dạ. Chức năng giải mã nha. Giá hiện tại là 9 triệu ha. Đầu kèm với khiển học nha các bác. Khiển học chỉnh đường input á, dạ. Mắt đọc tốt hết nha. Mắt đọc tốt hết. Đây là hai con Tascam 801 MK2. Thì Tascam 801 MK2 như em đã nói, những con này đã chuyển đổi từ cổng đồng trục thành cổng quang rồi. Giá cũ của nó là 9 triệu rưỡi thì bây giờ là 9 triệu ha. 9 triệu.
Thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em. Đầu MD thì em luôn luôn có hàng và có mỗi mã em có tới vài con cho nên mình không có lo là không có hàng. Cứ liên hệ trực tiếp giùm em sẽ gửi hình ảnh và báo giá cụ thể cho mình. Dạ, cứ liên hệ trực tiếp giùm em nha. Đó thì em thông báo một số cái mã mà em còn còn trong chương trình giảm giá ngày mai. Những cái mã mà em đã bán rồi thì em đã có đăng clip hết rồi ạ. À. Dạ. Có những con không đăng clip giống như con 22 hoặc là con 2000 thì bác tới B luôn rồi, không cần quay clip nữa. Tắc cam 350 ha. 301 MK2 ha. Đó, các bác cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Ngoài ra bên kia mình cũng còn nữa kìa ha. Dạ, bác 1.000 full thùng xốp ha. Các bác nào muốn 1.000 full thùng xốp cũng có. Em để Pioneer D5 full thùng xốp em cũng có nha. Dạ. Rồi, em xin dừng clip tại đây ha. Bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại bên dưới giúp em. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. À. Nếu mà trong cái lúc mà báo giá có một cái số mặt hàng nào mà giá nó chưa chuẩn thì các bác cứ lấy giá cũ ha. Lấy clip giá cũ rồi em giảm cho. Đầu mà dưới 5 triệu thì giảm 300, từ 5 triệu cho tới 10 triệu thì giảm 500 và trên 10 triệu thì em giảm 1 triệu nha. Dạ. Rồi em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ. À. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. À.